Ok, hello, xin chào anh em. Thì trong video hôm nay sẽ quay trở lại cái con siêu xe Win 68. Rồi để xem sao này. Mấy cái tay siêu xe trước là Volkswagen này. Ba con BMW, tiếp tục ra BMW anh em ơi. Mazda thì chưa về thì chắc cầu là không về Mazda đâu. Giờ thì sẽ ôn ba cửa luôn nhé anh em. Ôn ba cửa mỗi tay 5 lít đi. Rồi, 1, 2, 3. Còn 2 lít thôi. Tiếp đi anh em, nhồi thêm mỗi tay 50 đi. Mazda nãy giờ chưa xu hướng ra, tay này có thể là sẽ chưa ra liền đâu, có khi tay này lại ra Cadillac tiếp anh em ạ. Volkswagen, ok, húp thơm rồi, 2M8 thôi anh em ơi, về rồi. Bây giờ đánh thấp lại thôi anh em nha, tay đầu thì đánh lên lên xíu, giờ đánh thấp thôi nha. Giờ thì sẽ đánh mỗi tay 50, tiếp tục là bỏ con Volkswagen đi Mazda nha anh em. Bây giờ con nào ra rồi thì sẽ bỏ. Ui giời ơi, ra con Volkswagen nữa. Bay 150k anh em ơi. Rồi ok. Giờ gấp lên 100. Gấp lên 100. Chơi tiếp anh em à. Mỗi tay nhờ thêm 50. Này nó quên cho mình cái X2 nhỉ. Quên cho mình X2 ở đây. Lại ra Volkswagen nữa. Thế này thì toang rồi. Ok, chơi tiếp 100 này anh em. Bỏ tay 200 đi. Ra ba lần con này luôn, mình bỏ con nào là con đấy luôn. Đèn ghê chứ. Để xem cầu coi, cầu lần này là đang về Volkswagen 22%. Ra Cadillac nào. Rồi, ra bốn con Volkswagen luôn anh em, căng chưa? Cái này là phải đổi chiến thuật chơi thôi. Rồi bây giờ mỗi tay tiếp tục 5 lít nha anh em. Về lại vốn ban đầu rồi. Bỏ BMW. Nhồi thêm mỗi tay 50 nữa đi anh em. 10 đi. Đấy, đánh cho nó sướng sướng tí. Bỏ BMW nha anh em. Tay này có thể là tiếp tục về Volkswagen và Cadillac. Rồi về Mazda. Ăn luôn. Thơm. Ok, vẫn ăn anh em ơi. Đấy, 2M8 lại ngay. Ok, chốt tiếp 1M rồi. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục đi ba cửa dưới tiếp. Bỏ bim đứt nhé. Bỏ bim. Ok, húp. Thơm. Tiếp tục luôn. Con siêu xe này là con dễ chơi nhất rồi, không còn con nào dễ nữa đâu anh em ơi. Anh em cứ đánh theo phương pháp vậy thôi. Rồi ok, tiếp tục chơi tiếp nha. Bỏ bim. Con nào ra nhiều nhất thì bỏ con đấy. 24, 20, 24, 18. Còn hai con này đều nhau rồi. Nãy giờ Ferrari với Porsche mới 0 với 6 này. Ok, húp tiếp. Rồi. Thơm anh em ơi. Tiếp tiếp 3 phút 40 chốt 3M1 rồi. Ok, bây giờ sẽ ra lật bài làm tí nha anh em. 4M7 lên 3M1 trong một siêu xe rồi. Giờ vào lật bài làm tí anh em ạ. Kiếm vốn về đủ rồi. Ok, chơi 100k nha. Lật bài thì sẽ chơi theo những cái tay mà thắng cao hơn. Mà cũng khá là hên xui đấy mọi người. Này thì đang thấy khá hơn này, 7 đến dưới tiếp này. Ok. Ủa, lên 4 và 3 này. Rồi, 4 mà rưỡi tròn luôn. Mỗi lần chơi mấy cái trò gì xong thường thường ra lật bài, tỷ lệ thắng lật bài sẽ cao hơn. Chơi vậy cho đơn giản. Chơi trò nhiều quá game soi chết. Ok anh em ơi, 5M6 này. Rồi. Nhiều đấy. Lên phát nào ca phát nào. Ok, ngon. 8 thì auto chain nhé mọi người. Rồi, 6M rồi. 8 chain tiếp nào. 5 thì đánh dưới thôi. Gì đánh trên là ca nào. Trời ơi. Đèn đấy. Phải gấp thép lên rồi anh em ạ. Rồi, ok. 6M. Ngon.
Rồi ok, 62. Rồi tới đây thôi mọi người ơi, 62 nữa, chơi nữa có thể lỗ đấy. Rồi hẹn anh em ở các video sau nha.